giết người. Tao không có giết mày. Quả báo. Quả báo. Quả báo đó. Đúng là quả báo. Anh bị ngáo đá rồi. Anh không có ngáo. Anh Huy ơi, em chết rồi. Em chết oan lắm. Anh Huy ơi. Anh Huy. Anh Huy. Tụi bay cứ đập riết. Tụi bay ngáo. Nếu mà tụi bay còn đập, ta đập tụi bay luôn á. Đừng có ấm tôi nữa. Tôi sợ lắm rồi. Bào, nó bào. Một đêm có nhiều nhớ, có hút hết. Tôi anh không nghe điện thoại của em. Tôi không tin em. Tôi sẽ qua máy. Hôm nay cô không chết, sau này cô cũng gặp quả báo mà thôi. Tôi nói cho mày nghe sự thật, mày nghe là tụi tao không có chơi con bò của mày. Tao không chơi con bò của mày. Tất cả mọi thứ là do bỏ lại hết tất cả mơ ước em theo cuộc chơi xa hoa, đam mê phù du thâu đêm suốt giấc trong làng khói bay lững lờ. Cuộc sống nào gian phê pha cho em điều gì hay ho, em cứ chạy theo như ma say khiến chẳng có nhớ ra điều chi. Nhìn khuôn mặt em xanh xao đáng thương thật, bờ môi ngậm đắng chua cay hoang mang không nói nên lời. Hoàng hôn sẽ vụt tắt đưa em đến nơi xa vời, và xe nát giấc mơ buôn lơi theo làng khói trôi. Mà tuy đã đốt cháy cuộc đời em trong phút giây, nhưng lúc đam mê cuồng quay lạc lối em nào hay. Mà tuy đã xe vĩnh viễn đưa linh hồn em xuống thiên đường, bóng tối vây quanh che lấp ánh sáng của người em. Và cơn mê vụt tắt để lại nỗi đau trên thế gian, nhưng phút ly tan con tim bật khóc trong muộn màng. Vì những đam mê mù quáng phút chốc trở nên hoàn tàn, chợt nhận ra cuộc đời mình chỉ còn lại trong giấc mơ. Chúc mừng thằng Huy đã dã từ cuộc đời.